Xin mời các bác nhá, hôm nay ăn bữa tối mình nhá. Đây là con chú chôm các bác ơi. Đấy các bác xem đây, chú chôm đây các bác nhá. Hôm nay mời ăn với bữa tối với em nhá. Thank you.
mời các bác nhá. Hôm nay kết quả từ lúc sáng trứng được khá khá. Hôm nay thì em nướng một con để ăn tối. Thì mời các bác ăn theo em nhá. Đây.